Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Mà những anh em không có đọc thuộc á, thì anh em hay gọi là Minh Bake. Thì hôm nay Minh đem đến cho anh em hai chiếc Z650 Kawasaki. Rẻ, bền, dễ sử dụng, dễ bảo trì, bảo dưỡng. Và cái con bên đây là bản quân đội nè. Bên đây là bản quân đội nè, 2019 là có giá chỉ có 144 triệu thôi. Đồ chơi quá trời luôn nha. Đồ chơi rất là nhiều, nói chung là cơ bản rất là nhiều, đủ xài. Bên đây cũng vậy, đồ chơi cơ bản rất là nhiều, đủ xài. Bên đây là 2018, chỉ có 142 triệu thôi nha anh em. Làm nên sẽ sở hữu con Z650 đó. Nó trên lệch con 142, 144 đó. Rồi, thì bây giờ anh em xem clip nha. Ủa mà nãy giờ mình mời Vinh X rồi, Vinh X đâu rồi ta? Vinh X ơi. Gì vậy? Nay qua review xe đạp hả? Nay review xe đạp hả? Đúng rồi. Em ngồi lên em ngồi lên cái con xe này á là mất chiếc xe luôn, chiếc xe nó bẹp dí luôn á. Em nghĩ sao một cái thân hình mà gọi là tròn trịa giống em. Nên bỏ việc không mọi người? Chắc bỏ việc quá à. Rồi ok anh em, thì bây giờ anh em xem clip nha, xem quay cái cảnh con mấy con xe này nha. Rồi anh em ngắm xe xong chưa? Thì hôm nay thì Minh sẽ quay xe nha, quay xe. Rồi quay xe đừng quay Vinh X. Rồi thì cái điều Minh thích ở con 650 này nè anh em, có nghĩa là nó rất là tiết kiệm luôn. 650 phân khối nhưng mà nó chỉ tiêu hao nhiên liệu tầm 4 lít cho 100 cây và nhớt á là chỉ tầm 1 lít 6 thôi à. Tiết kiệm không? Tiết kiệm hơn R3 hoặc là MT03 hoặc là Ninja 300. Tiết kiệm vậy đó. Mình lúc đầu mình không nghĩ tiết kiệm như vậy, nhưng mà khi mà mình mua em nó về để chạy thử thì mới biết là cực kỳ tiết kiệm và cực kỳ dễ chơi luôn. Bây giờ mình sẽ quay cái con quân đội trước ha. Nó đặc biệt trước bởi vì nó có cây bô độ SC gây thù chuốc oán với hàng xóm nha anh em. Qua đây. Và con này mã lực nó cũng cao lắm nha, 60 mấy mã lực luôn. Và bình xăng nó tầm 15 lít á, đi xa rất là ok nha anh em. Cái đó là mấy cái điều mà mình nhớ để mình nói lại cho anh em luôn. Nếu có sai thì anh em comment ở dưới sửa nha. Tại mình quay luôn một lần, chủ yếu là mình quay cho anh em cái tham khảo con xe này chi tiết hơn. Còn mấy cái vấn đề về review á thì mình sẽ làm một cái clip khác. Bây giờ này là cái clip bán xe rồi, ok. Em ngồi lên thử con xe này đi. Cỡ một mấy 63 thì em ngồi lên con xe này thế nào chơi mà nhón. Rồi. Ở con xe này thì nó có chống đổ sẵn nè anh em thấy chưa? Biển số thành phố nha, cả hai con đều là biển số thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Thì như cỡ như Vinh X mới tập chơi thì ngồi con xe này rất là thoải mái. Đó. Chống chân nha. Ừ, chống chân vừa luôn, không nhón luôn. Cỡ 1m6 hoặc anh em 1m55, 1m5 chạy con xe này rất là thoải mái nha, nhìn rất là ngầu. Và ở đây có cái đồng hồ của nó, con xe này đồ chơi của nó là có trợ lực nè. Cho những anh em đam mê 199 nè, 299 là đó, trợ lực là đi rất là an toàn. Và cái đồng hồ của nó là cụm đồng hồ của nó xài chung với lại Kawasaki Z900 nha anh em. Chì nó vẫn là chì khóa hít giống như là Z9, Z8 series của mấy cái dòng Z9, Z8 thôi. Rồi. Ở cái yên sau này thì chủ xe đã được làm lại nệm kim đan nha, ngồi rất là thoải mái, để mình ngồi cho anh em xem. Đó. Như mình chở con heo mà
Đó, đó, rồi đó mình ngồi cũng rất là thoải mái nha anh em. Đó, anh em thấy chưa? Rồi thì cái đuôi sau này vẫn là đuôi zin và đã được lên xi nhan, mà gọi là xi nhan mũi tên, xi nhan nhỏ gì đó, xi nhan ba xi nhan led đó anh em. Để bây giờ mình mở. Rồi, mình mở xe này có hai giáp nha anh em, mình mở hai giáp cho anh em để ngắm xi nhan. Quay phía trước nè. Ngắm chân tới không? Rồi, thấy con cặp đèn không? Đèn sương mù không? Đó. Và cái điểm mà mình thích ở con này á, con này có bảo vệ các nước luôn nha anh em. Đó, cái điểm mình thích ở con này là nó là phanh đĩa đôi nè, thấy chưa anh em? ABS trước sau luôn, chạy rất là an toàn nha anh em. Rồi bây giờ em cho mọi người nghe tiếng bô SC gây thù chuốc oán với hàng xóm nè. Đúng không? Nạt phát em. Nạt lên. Nạt. Nạt. Ok. Thấy không anh? Rác lắm luôn á. Nó rác tay. SC này nó rất là rác tay đó. Con này vỏ nó bao mới luôn em, anh em nhìn nè. Nãy giờ chỉ chạy từ chỗ ra đây thôi đó. Thì cái vỏ sau nó là 160, 60, 17. ABS sau. Đó. Heo Nissan. Rồi bô SC. Ở đây á, tránh cái chân ra. Đó, ở đây là nó làm cổ xoắn á để cho anh em ra một cái âm thanh hay hơn. Đó, anh em thấy chưa? Rồi. Nãy giờ camera ly hơi mệt. Rồi, bây giờ mình qua cái bản quân đội này đi. Cái bản này màu nó xanh rêu đẹp ha. Bây giờ mình qua cái con này. Qua con này. Rồi. Thì ở con này có cái gì? Có cái kính exciter. Kính exciter sơ sơ vài con chó. Rồi. Ở đây có cặp đèn chợ sáng nè anh em. Cặp đèn chợ sáng, kính chắn gió độ. Ốc titan. Chủ xe này cũng rất là kỹ nha. Chủ xe con này kỹ lắm. Chủ xe này mình biết. Đó. Rồi chống đổ nè. Chống đổ của con này khác con kia. Con kia thì lên nguyên cái chống đổ phơm dạng bao hết. Còn con này lên chống đổ bình thường thôi. Đây, ở đây có móc treo nè. Luôn một cặp móc treo luôn. Anh em nào mà có người yêu mua trà sữa cho người yêu thì ok lắm nè anh em. Móc này mở ra sao ta? Thôi cái này tính sao đi. Đó, đây là cái chỗ móc này có thể treo trà sữa cho anh em. Rồi ở đây vẫn có bảo vệ các nước. Đó. Rồi phía sau nè. Qua anh em phía sau con này thì 8.000 cây. Con nào cũng 8-9.000 cây thôi. Phía sau là có cái lên tay cái nắm cho anh em dắt xe cho dễ nè anh em thấy chưa. Đó, khi anh em dắt xe sẽ như thế này. Đây, để quay, đã quay rồi phải quay kỹ cho anh em xem. Đó. Dắt rất là đơn giản ha. Rất là đơn giản, đó. Lên xi nhan thì xi nhan giống như cái xe kia thôi. Xi nhan led. Rồi con này thì bô zin. Bô zin nè, để cho anh em nghe tiếng bô zin của nó. Quay qua đây em nè, em qua đây em mới thấy cái bô zin nè, camera man. Nghe tiếng bô zin nha. Bô này là kết nối tình làng nghĩa xóm nha. Đó. Anh em thấy chưa? Đó thì đó là những gì mà hai con xe mình đem đến cho anh em ngày hôm nay. Thì hai con xe này 650 phân khối. Phân khối lớn mà khá là tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm nhớt, nước mát, mọi thứ đều tiết kiệm, anh em chơi rất là ok luôn. Mà phải nói mấy con này mà anh em đi phượt thì á khỏi chơi luôn em, đi rất là mạnh và hay. Như cỡ con gái mới tập chơi vẫn có thể đi con này, tại vì nó nhẹ lắm, nó nhẹ lắm. Để mình cho anh em coi một người 1m7 ngồi trên con xe này sao nha. Anh em thấy chưa? Sao mà nhón? Nhón sao? Ngon đựng nhón hả? Thấy không anh em, rất là thoải mái ngồi, rất là nhìn rất là xịn sò luôn á, ngầu lắm. Chỉ có 140 mấy triệu. Trước á, cái con này mới là nó tầm 200 triệu á anh em. Mới á, lúc mới ra là 210 mấy triệu ra giấy biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ ra mắc hơn cái biển tỉnh của mình.
Rồi, thì những gì Minh đem đến cho anh em để anh em ở xa hoặc là anh em ở gần anh em có thể tham khảo trước khi mà mình qua xem xe. Thì anh em xem xe thì có thể qua trực tiếp gặp Minh luôn, rồi chạy thử luôn, rồi mình sẽ mua xe rồi đi về thôi. Hai con nhớ chưa, có thể mình nhắc lại không? Một xe là 144, con là 142. Anh em giá rất là hợp lý luôn, để chơi những con này thì hồi đó nó mắc, bây giờ nó rẻ rồi, cách 1-2 năm sau là nó rẻ, nó xuống giá rồi. Thì đi chơi rất là thoải mái ha. Con này chạy dư dễ lắm. Cái ga đầu á em, cái ga đầu á camera là cái ga đầu anh chạy anh thấy không, nó rất là ổn, nó mạnh, nó khỏi đó là nó mạnh đó. Xe nó mạnh 650 phân khối mà giá này bây giờ chỉ có con xe này thôi, đúng không? Bây giờ đâu còn con nào 650 mà giá này đâu. Con này hình như anh biết là nó được cải tiến từ cái con N gì đó, Kawasaki N650 gì đó, cũng hai mấy á. Gì vậy? Hình miếng hai, hết clip rồi. Đó, buổi chiều thì tụi mình rảnh, tụi mình quay cho anh em tham khảo cái dòng xe thôi. Và anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại mình 0916640653, hoặc là qua thẳng địa chỉ này, 25 lô C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Anh em lưu ý nha, là 25 lô C nha, chứ không phải là anh em hay qua lộn là 25 Lý Chiêu Hoàng, là không phải mình nha, 25 lô C Lý Chiêu Hoàng. Hoặc là anh em cứ search đường 36, đường 36 và trên đường Bình Phú á, là anh em thấy cái nhà nào mà treo cái hình mô tô là nhà tôi đó. Rồi anh em qua mua xe. Rồi ok anh em, cảm ơn em rất là nhiều nha. Và nhớ đăng ký kênh và subscribe để mình có thể mua được nhiều con xe mới về để cho anh em, quay cho anh em chiêm ngưỡng. Rồi Vinh Ích có lời nào muốn nói không? Nãy giờ thấy muốn nói dữ lắm, là nói gì? Đâu, em không muốn nói gì đâu. Có tuyển người yêu không? Thôi, tầm này yêu đương gì. Sao vậy? Tầm này chỉ có trà sữa là chân ái thôi. Rồi ok, ai muốn cua Vinh Ích thì mua trà sữa ship qua là Vinh hả? Ok. Ok luôn, y tín luôn. Hai thùng Tiger hả? Còn anh em nào muốn qua nhậu thì cứ hai thùng Tiger nha. Ok đó nha. Đô Bất Tử.